Kìa, chào các bạn. À, được sự phân công của trường thì học kỳ này cô sẽ dạy các bạn môn quan hệ quốc tế lễ tân. Thì tên của cô cũng có trên slide đó là Trương Thị Lê Hồng và có email cho các bạn thành thác là trương lê hồng a vòng edu vn số điện thoại để các bạn liên hệ và sau đây là nội quy lớp học của mình thì đầu tiên các bạn phải đến lớp học đúng giờ và không sử dụng điện thoại trong lớp của mình nếu mình học online thì các bạn sẽ phải theo nguyên tắc là mình sẽ nghe cái phần lý thuyết trước rồi sau đó mình sẽ có những cái phần thực hành. Và sau khi học xong lý thuyết thì phần thực hành của mình mình sẽ có một cái buổi để các bạn thực hành các cái nguyên tắc mà mình đã được học trong cái môn học này. Thì lúc đó yêu cầu trang phục của các bạn phải là trang phục formal. Ờ, đối với các bạn nam thì các bạn sẽ phải mặc quần tây, áo sơ mi và mang giày tây. Đối với các bạn nữ thì các bạn sẽ mặc đầm công sở, mặc những cái trang phục lịch sự để đi làm rồi uh, tiếp theo thì đối với môn học này thì chúng ta là sinh viên khoa quản trị kinh doanh các bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là tại sao em học quản trị kinh doanh mà em phải học môn quan hệ quốc tế lễ tân thì thực sự thì cái môn học này nó là một môn kỹ năng để cung cấp cho các bạn các cái kiến thức cũng như là các cái kỹ năng để giúp các bạn ra thực tế các bạn đi làm các bạn gặp đối tác các bạn gặp khách hàng các bạn sẽ biết cách được các bạn ứng xử lễ tân nó như thế nào cho phù hợp để mình làm cho đối tác của mình cảm thấy thoải mái cảm thấy tin tưởng và họ dễ dàng họ phối hợp hợp tác làm việc với mình và để có được những cái quy tắc đó thì đầu tiên các bạn phải hiểu được cơ bản coi quan hệ quốc tế nó là gì cũng như là vai trò của quan hệ quốc tế trong công tác đối ngoại hiểu về các cái hệ thống cơ quan ngoại giao của việt nam cũng như là quan hệ ngoại giao với các nước trên trường thế giới ví dụ như các bạn à, là sinh viên sau khi tốt nghiệp các bạn làm cho một công ty của singapore vậy thì các bạn vào công ty singapore các bạn làm việc thì mình sẽ phải hiểu được cái văn hóa của họ như thế nào cách tiếp cận cách làm việc cách ứng xử khi làm việc với đối tác ra sao rồi sau khi chúng ta hiểu được những cái nguyên tắc những cái nghi lễ những cái nghi thức trong lễ tân ngoại giao rồi thì chúng ta sẽ áp vào cái nghi thức lễ tân trong kinh doanh của các bạn trong chuyên ngành của các bạn và cuối cùng thì các bạn sẽ vận dụng được cái kiến thức về lễ tân ngoại giao để mình giải quyết các cái tình huống lễ tân đối ngoại. Ví dụ như các bạn hẹn gặp đối tác vào lúc 3 giờ chiều nhưng mà vì một cái sự cố hay là vì một cái vấn đề họp đột xuất của công ty thì mình sẽ phải giải quyết như thế nào để mình lùi cuộc hẹn lại với khách hàng hay mình sẽ dời sang một ngày hôm sau và mình sẽ ứng xử như thế nào để khách hàng không cảm thấy khó chịu bởi vì mình báo quá gấp. Vậy thì để có được cái kỹ năng á, thì các bạn sẽ phải hiểu được các cái tình huống trong giao tiếp rồi từ đó các bạn mới thực hành và các bạn có được những cái phương án để mình giải quyết trong các cái thực tế sau này mình đi làm. Và thực hành các cái kế hoạch tổ chức một số hoạt động lễ tân liên quan tới công tác lễ tân chuyên môn. Ví dụ như các bạn muốn ký kết một cái hợp đồng với lại công ty đối tác và thì sau khi đã thương thảo xong rồi, mình muốn tổ chức một cái buổi ký kết đó, mình phải biết được các cái công tác mình cần chuẩn bị nó là gì mình cần phải chuẩn bị backdrop như thế nào cần chuẩn bị hồ sơ cần chuẩn bị địa điểm rồi những người liên quan có mặt trong cái buổi ký kết đó ra sao và mình lên cái kế hoạch mình thực hiện nó rồi sau đó thì mình sẽ phải làm sao để mình tạo được một cái thói quen mình tạo được những cái phong cách riêng của mình bởi vì mỗi chúng ta là một cá thể đặc biệt chúng ta không giống ai hết mỗi người đều có một tính cách riêng nhưng khi vào một công ty và một tổ chức mình sẽ phải điều chỉnh bản thân của mình để làm sao cho phù hợp với là công ty, với tổ chức đó. Vậy thì mình sẽ làm sao để mình cải thiện cái văn hóa, cái cách ứng xử cũng như là phong cách của mình để mình tạo ra được cái sự chuyên nghiệp, cái sự tự tin của mình trong công việc cũng như là tạo ra cái dấu ấn, tạo ra cái bản sắc riêng của công ty, của tổ chức mình. Và để làm được điều đó thì đối với lại cái thái độ học tập thì các bạn sẽ phải hiểu được là cái lễ tân ngoại giao trong công tác đối ngoại nó quan trọng như thế nào. Bởi vì nó là cái bước tiền đề, nó là ban đầu. Mặc dù nó không phải là cái bước cuối cùng, cái bước quyết định, nhưng ông bà ta có câu là đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Vậy thì nếu các bạn chuẩn bị chu đáo, nếu các bạn chuẩn bị cẩn thận, chỉnh chu, tỉ mỉ, thì chắc chắn những cái về sau các bạn sẽ làm dễ dàng và thuận lợi hơn. Vậy thì nội dung và lịch trình giảng dạy của môn học này như sau. Chúng ta có 15 buổi học. Thì trong 3 buổi đầu chúng ta sẽ đi về cái phần gọi là tổng quan trong quan hệ quốc tế. Ở phần này các bạn sẽ biết được quan hệ quốc tế là gì, rồi đối tượng của quan hệ quốc tế là ai, là những cái đối tượng nào và tại sao chúng ta phải biết những đối tượng đó. Vậy thì nếu như sau này em ra em làm nhân sự vậy thì đối tượng mà em cần phải quan tâm đó là ai. Rồi nếu em làm là quản trị kinh doanh hoặc là nếu em làm marketing thì những đối tượng của em như thế nào Rồi tới chương 2 Ở tuần thứ tư chúng ta sẽ học về các cơ quan đại diện ngoại giao Ở đây thì các bạn sẽ biết được là khi nào thì một quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với một quốc gia khác Cũng như là các cơ quan đại diện ngoại giao Nó có vai trò và có chức năng gì trong các cái mối quan hệ quốc tế giữa các cái chủ thể Sau đó chúng ta sẽ qua tới chương 3 đó là tổng quan về lễ tân ngoại giao về quyền ưu đãi và quyền miễn trừ ngoại giao vậy thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là ủa cô em học quản trị kinh doanh mà vậy thì cái quyền ưu đãi và quyền miễn trừ ngoại giao này tại sao em phải biết nó các bạn phải biết bởi vì khi đối tác của các bạn là người nước ngoài thì mình sẽ thấy là gì mình hiểu được là trong cái quốc gia đó họ sẽ có được những cái quyền ưu đãi hoặc những cái quyền miễn trừ ngoại giao nếu người đó là những người thuộc trong gọi là viên chức đoàn ngoại giao còn nếu đối với là đối tác của mình là người nước ngoài thì mình sẽ có được những cái ưu tiên hoặc là mình sẽ có được những cái nguyên tắc những cái quy định gì. Và tới chương tiếp theo đó là chương 4 ở tuần 6 và tuần 7, các bạn sẽ học về ngôi thứ ngoại giao. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của môn học này. Bởi vì khi các bạn xác định được đúng ngôi thứ ngoại giao rồi thì các bạn mới làm được các bước tiếp theo. Nếu các bạn không xác định được ngôi thứ ngoại giao thì các bạn sẽ rất khó để các bạn sắp xếp chỗ ngồi rồi các bạn sắp xếp bàn tiệc chiêu đãi vân vân. Vậy thì cái ngôi thứ ngoại giao này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công việc rất là nhiều. Các bạn cứ hình dung là nếu một ông giám đốc đi họp mà bị xếp vào ngồi cùng với lại những người trên bàn chỉ là trưởng phòng hoặc phó phòng thì cái người giám đốc đó sẽ cảm giác như thế nào? Rồi những cái người trưởng phòng, những cái người phó phòng mà ngồi chung bàn với lại người giám đốc thì liệu họ có dễ dàng họ có thoải mái để họ trò chuyện để họ nói chuyện trao đổi trực tiếp hay không rồi sau khi các bạn xác định được ngôi thứ ngoại giao rồi thì chương 5 sẽ giúp cho các bạn hình thành nên phong cách đối ngoại của mình phong cách đối ngoại ở đây nó bao gồm là những cái nội à, phong cách đối ngoại ở đây bao gồm là cách các bạn ăn nói cách các bạn đi đứng cách các bạn ăn mặc cách các bạn ứng xử và giao tiếp với lại đối tác với lại khách hàng của mình như thế nào cho hợp lý rồi, sau khi các bạn nắm được các cái ngôi thứ ngoại giao, phong cách đối ngoại rồi thì các bạn sẽ qua chương 6 là các bạn sẽ biết về cách thức để các bạn đón tiếp một đoàn khách nước ngoài như thế nào. Từ bước chuẩn bị cho tới bước thực hiện, cho tới bước là gì? Đón tiếp và tiễn một đoàn khách nước ngoài ra sao. Và chương cuối cùng, đó là chương 7, các bạn sẽ biết về các cái hình thức trong chiêu đãi ngoại giao. Thì bình thường các bạn coi các cái bộ phim truyền hình hoặc là các cái bộ phim điện ảnh các bạn đều thấy là sau khi ký kết hợp đồng xong thì cũng sẽ có một cái buổi tiệc chiêu đãi hoặc là một buổi tiệc cơm trưa thân mật hoặc là buổi tiệc tối thì tùy vào tính chất của cái hợp đồng hoặc là tùy vào tính chất của cái buổi họp đó mà chúng ta sẽ xác định những cái hình thức chiêu đãi ngoại giao cho nó phù hợp. Và sau khi các bạn nắm được hết toàn bộ những cái nội dung này rồi thì chúng ta sẽ vào cái phần thực hành. Ở phần này các bạn sẽ phải đóng vai những người nhân viên những người chạy chương trình những người tổ chức ra một cái hoạt động một cái buổi tiệc chiêu đãi hoặc một buổi ký kết hợp đồng hoặc các bạn sẽ là người sắp xếp cho một cái buổi học vậy thì với cái nội dung mình học như vậy thì các bạn sẽ có được cái phương pháp đánh giá để hiểu, coi thử coi cái mức độ các bạn hiểu và mức độ các bạn có được những cái kiến thức những cái kỹ năng cũng như là cái thái độ của các bạn để sau này ra các bạn đi làm vì trường chúng ta tiên phong là gì ạ? Học đi đôi với hành. Cái các bạn có là cái kỹ năng các bạn có được sau khi ra trường. Các bạn có thể áp dụng vào công việc, áp dụng vào cuộc sống. Chứ không phải là mình chỉ học lý thuyết cho có. Vậy thì để đánh giá được môn này chúng ta sẽ có 5 phần. Thứ nhất đó là về phần điểm chuyên cần. Nó sẽ chiếm trọng số 10% trong số 40% điểm giữa kỳ. Cái thứ hai là điểm các cái bài tập cá nhân bao gồm là bài tập các bạn làm cá nhân, rồi các bạn sẽ là bài tập kiểm tra tại lớp, bài tập cá nhân tại nhà rồi điểm bài tập nhóm của các bạn là điểm các bạn sẽ các nhóm sẽ có những cái bài làm việc, bài thảo luận hoặc là tranh luận tại uh, lớp học nó cũng sẽ chiếm 10% và cái phần cuối cùng đó là phần thực hành ở tuần số 15 thì đảm bảo bắt buộc 100% các bạn phải tham gia và các bạn tham gia đầy đủ thì các bạn sẽ có được 10% số điểm đó Vậy thì bốn cột vừa rồi nó chiếm toàn bộ điểm quá trình của mình là 40%. Và điểm cuối kỳ của các bạn bao gồm 60%, thì các bạn sẽ thi viết 90 phút và không sử dụng tài liệu theo danh sách phòng thi của phòng đào tạo đưa ra. Vậy thì tài liệu học tập của mình thì cái này rất là dễ cho các bạn ạ. Các bạn lên thư viện Hoplex là có đầy đủ hết ha. Trong đó có sách ngoại giao và công tác ngoại giao. tài liệu tham khảo là lễ tân và công cụ giao tiếp cũng như là cục diện thế giới đến năm 2020. Phạm Bình Minh và các cái trang web để các bạn tham khảo như trang web của Bộ Ngoại giao. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là phần tổng quan về quan hệ quốc tế. Ở nội dung này, ở phần này, trong 3 tuần này ha, thì các bạn sẽ đi được 3 phần. Thứ nhất, đó là về khái niệm về quan hệ quốc tế. Hai, mình sẽ đi về vài nét hình thành lịch sử quan hệ quốc tế như thế nào và tình hình quan hệ quốc tế hiện nay ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên đó là phần khái niệm về quan hệ quốc tế thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là trong phần này chúng ta sẽ nắm những nội dung gì chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi sau đây thứ nhất chúng ta phải hiểu được quan hệ quốc tế là gì đối tượng của quan hệ quốc tế là gì bao gồm những đối tượng nào là ai à, phạm vi hoạt động quan hệ quốc tế là ở đâu quan hệ quốc tế nó vận động như thế nào và cuối cùng là vì sao chúng ta phải nghiên cứu về quan hệ quốc tế vì sao chúng ta phải hiểu về quan hệ quốc tế nó sẽ giúp ích gì cho công việc cho cái tương lai của chúng ta. Rồi bây giờ mình đi vào phần đầu tiên đó là phần định nghĩa. Vậy thì quan hệ quốc tế là gì? Theo định nghĩa của bộ ngoại giao à, của từ điển ngoại giao thì chúng ta thấy quan hệ quốc tế nó là mối quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế với nhau cũng như giữa các dân tộc trên thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế quy định và luật pháp các quốc gia liên quan. Vậy thì nói một cách đơn giản cho các bạn dễ hiểu thì cái quan hệ quốc tế nó phải là sự tương tác qua biên giới giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế vậy thì chủ thể trong quan hệ quốc tế ở đây bao gồm những chủ thể nào nó có thể là quốc gia nó có thể là các tổ chức quốc tế nó có thể là các công ty đa quốc gia nó có thể là các tổ chức chính phủ liên chính phủ các tổ chức phi chính phủ và các cái chủ thể đặc biệt ở trong quan hệ quốc tế thì những cái buổi sau trong cái phần các cơ quan đại diện ngoại giao cô sẽ nói kỹ hơn về cái phần chủ thể trong quan hệ quốc tế là gì. Rồi, vậy thì các bạn sẽ thấy là vậy thì mình mình coi thời sự thường xuyên ha, mình sẽ thấy là mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ phát triển về kinh tế, về chính trị như thế nào hay mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc tại sao chúng ta phải có những cái chính sách hoặc chúng ta phải có những cái đường lối phù hợp với cái mối quan hệ tam giác giữa việt nam mỹ và trung quốc bởi vì cái phạm vi nghiên cứu của quan hệ quốc tế nó bị tác động bởi yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài của một cái chủ thể trong quan hệ quốc tế vậy thì chủ thể quan hệ có thể là gì ạ quốc gia việt nam có mối quan hệ với lại quốc gia mỹ có mối quan hệ với lại quốc gia anh hoặc là mối liên hệ với lại liên minh châu âu nhưng mà cũng có những quốc gia chúng ta chỉ liên hệ ở một cái lĩnh vực nhất định. Ví dụ như các bạn là lĩnh vực kinh doanh. thì các bạn sẽ là gì? Suy nghĩ các bạn có những cái mối quan hệ hợp tác về kinh tế, các bạn có những cái mối quan hệ hợp tác về thương mại. Nhưng mà những cái chuyên ngành hoặc những cái lĩnh vực khác thì họ có thể là gì ạ? Liên quan, họ có thể nghiên cứu tới lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực văn hóa du lịch vân vân. Và phụ thuộc vào các cái vấn đề nghiên cứu Ví dụ như những ngày gần đây, chúng ta luôn luôn nghe trên thời sự nhắc tới COVID-19. Vậy thì cái bệnh COVID này tại sao tất cả các quốc gia người ta đều nhắc tới và người ta đều phải có những cái biện pháp phòng chống. Có những quốc gia thì vẫn chưa có bị lây nhiễm nhưng họ vẫn tích cực, họ vẫn có những cái nỗ lực hoặc có những cái động thái để là gì ạ? phòng chống các cái dịch bệnh đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái dịch bệnh như các bạn biết là nó không chỉ lan ra trong cái phạm vi của một quốc gia trung quốc không mà bây giờ nó đã lan ra là gì trên toàn cầu và có rất nhiều quốc gia cái số lượng người mắc bệnh nó càng tăng lên vậy thì chỉ một vấn đề của một quốc gia nhưng bây giờ nó đã thành là gì vấn đề của quốc tế các cái yếu tố bên ngoài như là môi trường như là về khủng hoảng hay là về lạm phát hay là về dịch bệnh hay thiên tai nó cũng sẽ tác động tới cái phạm vi trong quan hệ quốc tế của các quốc gia của các chủ thể Vậy thì vì sao chúng ta phải nghiên cứu quan hệ quốc tế? Bởi vì như lúc nãy cô đã nói ha, quan hệ quốc tế nó là môi trường chi phối quốc gia và con người. Tại sao cái dịch bệnh đó nó chỉ gọi là xuất hiện ở Trung Quốc nhưng bây giờ nó lại chi phối lên rất là nhiều quốc gia và nhiều con người ở trên khắp toàn cầu. Bởi vì nó ảnh hưởng bởi vì bây giờ là thời đại 4.0 toàn cầu hóa thì tất cả mọi thứ đều di chuyển rất là dễ dàng. Con người có thể sáng chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà tới trưa chúng ta có thể ở Hà Nội rồi hoặc thậm chí tới chiều là chúng ta có thể bay tới Hàn Quốc hoặc là bay tới Nhật Bản Vậy thì cái việc di chuyển nó dễ dàng thuận lợi như vậy Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái mối quan hệ giữa các quốc gia nó tạo ra cái môi trường để cho con người có thể dễ dàng di chuyển có thể dễ dàng hợp tác và làm việc với nhau Và trong quan hệ quốc tế nó là nơi chứa đựng những cái lợi ích cơ bản của quốc gia và con người bởi vì nhu cầu cơ bản của con người là quyền được sống, quyền được tồn tại và quyền được phát triển. Và một quốc gia là làm sao? Họ hợp tác với lại các quốc gia khác hoặc là các cái công ty, các cái tập đoàn, các cái tổ chức đa quốc gia để làm gì ạ? Để họ tối đa hóa cái lợi ích của quốc gia hoặc là tối đa hóa cái lợi ích của công ty, của tổ chức mình. Và quan hệ quốc tế nó là cái hoạt động chức năng của quốc gia và con người. Bởi vì không có một quốc gia nào có thể chơi một mình. Không có một quốc gia nào, hoặc là không có một con người nào có thể chơi một mình được hết, bởi vì chơi một mình có nghĩa là gì ạ? Mình không nhìn ra thế giới xung quanh, mình không nhìn xung quanh thì mình không biết được là mọi thứ nó đang phát triển như thế nào, nó đang thay đổi hàng ngày ra sao thì mình không thể nào mình điều chỉnh hoặc là mình thay đổi hành vi của mình cho nó phù hợp hơn. Vậy thì các bạn sẽ thấy là hôm nay chúng ta chỉ cần nắm được cho cô là gì ạ? Quan hệ quốc tế nó là cái gì? Đối tượng của quan hệ quốc tế và các cái phạm vi nghiên cứu của quan hệ quốc tế và lý do vì sao chúng ta phải nghiên cứu về quan hệ quốc tế. Bài tập về nhà tuần này thì các bạn sẽ tìm các cái thông tin hoặc là các cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với lại các cái quốc gia khác trên thế giới. Và một cái câu hỏi nữa là gì ạ? Trong năm 2020 này, chúng ta là chủ tịch của Hội đồng ASEAN thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì trong quan hệ quốc tế cho Việt Nam với lại các cái quốc gia khác trên thế giới.